Phật ra đời thế giới bình.
pha phong tầm đảo du di nhiệm màu thân diệu nàng chi lào bài cầm hương chấp mi lại hai tay đưa lên trên chén ngơ quyền nguyện rồi phá xuống tức thì đâm hương rồi cũng đứng thì thân ngay đọc qua lời nguyện nó một bài lại lương bốn lại nhớ ta bàn tay lật ngửa dậy mà chơi lật sách tay nhà thân đi xa thì phải dằn gành bàn thông thiên cũng thiết hành như ý bốn đọc vậy thì cúi đầu bán tạ từ bi Phật trời sớm chiều bình đẳng cho lời thường hành như vậy nhớ lời đừng có đau xem thuốc ba bài tâm thành nguyện ngắt ngay bệnh lành giấy vàng xé nhỏ đành rành để trên bàn Phật chí thành uống ngay thanh thần phương Phật hồn bay ở đâu chúng sanh con rồng mới nửa ngút năm thì chẳng ba cánh thất thâm hải hùng chừng nào thầy lại gia chung thì trong bốn đào bóng tùng phủ và e đến mình Nam Mô A Di Đà Phật. Văn tâm ngẫu hứng thừa nhàn theo đòi nghiêng nghi bút luận nghi bàn tục tiên
tôi Phật gói thân liên đài cầu cho mối đạo quần khai, cầu cho trăm họ bồng lai được gần sớm về cõi Phật an thân, chèo kiếp phong trần dài gió dạng sương. Phật đài thì phương sắc mùi hương, cúi đầu đảnh lễ khi cây nương đất khi màu từ bi quay lật nhiệm sâu đỏ còn thoát chúng sâu trần ai. Nam mô Thích Ca Như Lai, ta bà giáo chủ hòa sinh dưới đây lượt tà phát kinh cho đông nam nữ hữu tình thì coi lời lành của Phật truyền rồi đọc qua suy nghiệm xét soi chánh tà tiên kệ từ bi quá hiểu trầm giết lòng tháng dòng diệt thân âm trần đổ dắt truyền chi tâm phải rõ nghề duyên trần câu tàu nghe gặp chánh pháp thoát dâm phù pháp nhật mộng đời lao khổ tình chi tu thân khỏi lạc quang chư Phật rọi mười phương đạo pháp xem qua lòng quán ai phố thương nhân trùng bụi lô lăng Phật giáo suy đồn kẻ tu hành ai nở yên ngồi mà sớm kể mình đã gặp con thuyền bác cơ.
khảo sát kệ kinh, được dắt chung hữu tình thoát hồ. Thêm còn bị lắm quen dòng tốt, lời là sư ngoại đạo gieo vào cho nhân sanh trong già đúng nào. Chẳng gì chắc hương sướng mạnh mẹ dùng thế lực ngoài hồng xíu cắm vỗ ngược thì đặng có kiến sai chung nằm không hướng của quan tài để khung khổ mặt ai chối kề. Mắt thấy rõ những việc yêu tồi tệ, tai thường nghe lắm giọng ru người. Xem người này thế kỷ 20 cố xô xịp thần cho rồi nhé. Mạnh cành tranh được lợi quyền lại được gian danh, bài xích kẻ tu hành tác phước làng sông ấy nhiều người đón rước dục nhân tâm soi nổi chàng chề. Cố tục nhà quỷ bán khinh chê cho tôn giáo là mùi phúc phiền, ai nếm vào ắt là phải nghiện. Chẳng còn lo trang võ đấu chinh lấy sách thân nói bất bình, bỏ đức tin của câu nhân hòa. Nào ai có gian sách đai cũng đóng lòng trước cảnh ngựa nghiêng đạo diêu màu chập lúc trung chuyên phần ngón đề phải lo họ dung mà quen tầm sức nhỏ còn làm nên mà kén người không lo có thèm hay chăng. Cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng với tính nữ thiện nam Phật giáo, nên cố gắng trao thân dịch đạt hô hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thân danh công đức Phật từ bi vô lượng, đồng dẹp bớt âm thanh sắc cơ tương, lo chẳng hưng Phật pháp mới là lỗi cho đời hiểu Phật Thích Ca. Lòng từ giác xả thân tầm đạo, cùng bốn đạo xa gần
nguyên nhân Phật giáo. Thời thế kỷ khoảng trong thứ sáu trước kỷ nguyên Tây lịch, thời xưa Pháp giáo chưa biệt lập ban thừa, ở Trung Quốc nhà Châu Chiêu Đế bên Ấn Độ thành Ca Tỳ La về có Đức Vua Tịnh Phạn Nhân Tần khắp thần dân lạc nghiệp an cư. Trên Chúa thần tôi ngay phò ta Đức Hoàng Hậu Ma Gia phong nhã sắc đẹp dựng lộc khó qua cười. Một hôm kia vẻ mặt vui tươi đến trước về thân phục thánh thường rằng thân thiếp nhập ở ơn trung hưởng của hoàng gia cùng được vinh quang. Kể từ nay thiếp muốn an nhàn dưỡng tâm trí lặng xa thấy trượt chẳng quyền kế hậu sao đón trước chân người tâm đầu xin một điều ở chốn long lâu tâm đức tâm khoan dung đại đồ tranh tất cả nhân điều thô lỗ chẳng rằng nghe bảo hỏi vàng đứng dậy bèn trưởng y tỏi vừa lòng mà lâu thêm ở trước đền rồng xin thánh thượng bao dung kẻ con. Mà trời em nghĩ một lớp rồi nghĩ đi. Chúng ta nam mô A Di Đà Phật cái đi. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, mô Phật. Cảm ơn em nhé.